Chào mừng chị quay trở lại với kênh cá nhân của Hoàng Anh. Và ở video này, Hoàng sẽ cùng với chị chúng ta cùng review tiến độ và tổng quan dự án Vinhome Vũ Yên Hải Phòng, một dự án đảo Kim Cương của thành phố Hải Phòng. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, anh chị vui lòng đừng quên ấn nút like cũng như đăng ký kênh để anh có thêm lực làm nhiều video nữa để chia sẻ đến với chị trong thời gian tới. Sau sự thành công vượt vượt trội của hai dự án mà chủ tư Vinhome đã triển khai tại Hải Phòng, đó chính là dự án Vinhome Imperia và Vinhome Marina Hải Phòng. Rất nhiều nhà đầu tư cũng như khách hàng Hải Phòng rất quan tâm đến các dự án sắp tới của chủ tư Vinhome. Và một trong những dự án mà anh chị khách hàng và nhà đầu tư Hải Phòng cũng như thể là các anh chị khách hàng nhà đầu tư toàn bộ của khu vực miền Bắc quan tâm đến khu vực Hải Phòng hiện nay, đó chính là dự án Vinhome Vũ Yên. Vị trí dự án là thuộc đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và bây giờ chúng ta cùng review một chút về vị trí dự án này anh chị nhé. Có thể nói là cái vị trí dự án đảo Vũ Yên, Vinhome Vũ Yên, Hải Phòng là một vị trí cực kỳ đắc địa anh chị ạ. Tại sao anh nói là đảo Kim Cương của thành phố Hải Phòng? Tại vì anh có ví so sánh với cái dự án đảo Kim Cương, Diamond Island ở trong Sài Gòn ấy. Thì Hoàng đánh giá là cái vị trí dự án của đảo Vũ Yên Hải Phòng này và vị trí cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Một trong những cái vị trí hiếm hoi gần trung tâm của thành phố Hải Phòng hiện tại. Nếu mà nhìn ở trên Google Maps vệ tinh anh chị có thể thấy là gì ạ? Đây là trung tâm Hải Phòng đấy ạ. Thì cái dự án đảo Vũ Yên Hải Phòng này nằm ở huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên nó có một vị trí cực kỳ chiến lược ạ. Nó chỉ cách trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ có một con sông, đó chính là sông Cấm thôi. Cái cản trở duy nhất cái dự án này đó chính là về giao thông. Hôm trước thì anh có một chuyến thực nghiệm xuống đây thì phải đi lại rất là vất vả, tại vì đi vòng qua cầu Bính hoặc là cầu Hoàng Văn Thụ, có hai lựa chọn để đi sang khu vực khu đô thị Bắc Sông Cấm của Thủy Nguyên ấy. Sau đó đi tiếp vào con đường đi qua cầu Vũ Yên 1 ấy. Đó, thì đây hiện tại là cái đường duy nhất để đi vào cái đảo Vũ Yên Hải Phòng này. Thì tuy nhiên nhưng mà vị trí của đảo Vũ Yên Hải Phòng nó nằm ở ngay ở góc đảo ba con sông, đó là sông Cấm này, sông Ruột Lợn này, đây là sông Ruột Lợn này chị ạ, đó sông nhánh của sông Cấm là sông Ruột Lợn này, và bên này là sông Bạch Đằng, tức là nó nằm ở ngã ba sông gần một hòn đảo rất là tuyệt vời, không khí cực kỳ trong lành luôn, mà nó chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội chỉ có một cái dòng sông, đó sông Cấm, cái cản trở duy nhất đó là giao thông thôi. Và trong tương lai ấy, khi mà quy hoạch ấy, ở khu vực này nó sẽ có một cái cầu khu vực bến tàu Vinpearl Góp Hải Phòng này, đó chỗ cảng Tân Hồng này, nó sẽ có một cái cây cầu bắc qua sông Cấm để đi sang cái đảo Vũ Yên này, và trong tương lai sẽ phát triển tiếp nhiều cái cầu vượt qua sông Cấm ở đi sang khu vực Vũ Yên và khu vực Thủy Nguyên nữa. Thì có thể nói là khi mà giao thông được hoàn thiện ấy, thì vị trí của đảo Vũ Yên, Vinhome Vũ Yên rất là đắc địa anh chị ạ. Không có một cái vị trí tốt hơn như thế này nữa. Về quy hoạch của Hải Phòng này chị, nếu mà điểm qua anh chị có thể thấy là đi qua cầu Hoàng Văn Thụ, đó chính là khu vực Thủy Nguyên và khu vực mà phát triển được cái khu gọi là khu hành chính mới của toàn bộ Hải Phòng ấy, sẽ là ở khu vực này. Và đất Thủy Nguyên thời gian vừa qua cũng tăng lên rất là chóng mặt luôn anh chị ạ. Thì có thể nói là cái quần thể đảo dự án Vinhome đảo Vũ Yên này là một vị trí cực kỳ đắc địa trong tương lai. Nếu như anh chị mà quan tâm để mua một sản phẩm để ở hoặc là đầu tư ấy, thì đây là một dự án mà đáng lưu ý để dành cho anh chị. Anh chị nên quan tâm sớm để có thể là nắm bắt được cơ hội khi mà chủ tư đưa ra những thông tin chính thức đưa ra mắt thị trường. Ở tổng quan của dự án Vinhome Vũ Yên thì cơ bản như sau. Đây là cái trục ở khu Senta Riverside này, ở Yon Mall 2 hecta của Hải Phòng này, quy hoạch khu vực này. Đó, những cái trục lớn này sẽ có cầu bắc qua sông Cấm để cầu Nguyễn Trãi 5.400 tỷ anh chị ạ. Đó, Bell Home này, trung tâm hành chính mới qua cái cầu Hoàng Tụ ở đây. Ở phía bên kia chính là trung tâm của thành phố Hải Phòng. Đó, thì đây là Vinhome Vũ Yên. Đây, cái trục này đi ra cầu Vũ Yên 1 này là lối duy nhất này. Nhưng trong tương lai này các cái cầu này sẽ được triển khai thì cái vị trí của đảo Vũ Yên sẽ gần trung tâm hơn bao giờ hết.
Đây là những cái thuận lợi rất lớn. Nó không khác gì cái khu vực quận 2 Thủ Thiêm ở Sài Gòn này chị ạ. Và Hoành tin là khi mà các cái cây cầu này được hoàn thành ấy, thì cái giá bất động sản ở khu vực Vũ Yên này cũng như là khu vực Thủy Nguyên, Hải Phòng này sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới. Đó thì anh chị cũng nên lưu ý về cái khu vực của Thủy Nguyên và đặc biệt khu vực đảo Vũ Yên này. Trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ điểm qua về tổng quan dự án này. Dự án Vinhome Vũ Yên thì nằm tại đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, quy mô giá là 872 hectare anh chị nhé. Dự án này thì chúng ta sẽ đi vào tổng quan mặt bằng một chút này. Quy mô 872 hectare thì trong đó thì hơn 277 hectare ấy, tức là gần khoảng 31,8% diện tích đất này thì dành cho công viên sinh thái anh chị ạ. 3,5% diện tích dành cho hạ tầng kỹ thuật. Và diện tích xây dựng đô thị ấy, chỉ còn lại 564 hectare thôi, tương đương khoảng 64%. Nhưng mà trong đó thì diện tích cây xanh mặt nước ấy, nó chiếm đến hơn 32%, tức là khoảng 183 hectare diện tích dành cho cây xanh mặt nước, một diện tích rất là lớn. Diện tích đất sân góp 28%, khoảng độ 5159 hectare. Là sân góp Hải Phòng, Vinpearl góp Hải Phòng ở Vũ Yên này sẽ nằm ở khu vực trung tâm chính giữa anh chị ạ. Hiện tại thì đã hoàn thành cái sân góp 36 lỗ này rồi. Hiện tại thì rất nhiều góp thủ đã chơi ở đây rồi. Và đất ở biệt thự sinh thái ven sông ấy, còn lại đất thương mại chỉ chiếm có 20% thôi, tức là khoảng 62 hectare thôi. Đó thì anh chị có thể thấy được cái dự án này có mật độ cây xanh mặt nước rất là lớn luôn. Và sản phẩm bất động sản đây thì gồm biệt thự đơn lập này, song lập này, tứ lập, shop house và liền kề. Và tổng mức đầu tư dự án khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, khoảng hơn 22.700 tỷ Việt Nam. Và tiện ích lớn nhất của dự án này đó chính là sân golf 36 lỗ và công viên chủ đề VinWonder Vũ Yên được khởi công vào ngày 21 tháng 6 2020 vừa qua với vốn đầu tư khoảng độ 1 tỷ đô với quy mô 50 hectare. Đây là một cái tham khảo, một cái quy hoạch 1/500 của cái khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, Vinhome Vũ Yên. Anh chị có thể tham khảo này. Đó, chính giữa là cái sân golf 36 lỗ này. Tức là các cái dự án, các cái khu vực phát triển, khu vực biệt thự sinh thái ở sẽ chạy vòng quanh ven sông này và vòng quanh cái sân golf 36 lỗ này. Đây là những cái cây cầu này. Cây cầu sẽ khi triển khai trong tương lai này đi vào trung tâm thành phố rất là thuận lợi anh chị ạ. Đây. Đó, khi mà hai cái cây cầu này được triển khai thì việc di chuyển vào trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ cách một cây cầu chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút thôi anh chị ạ. Đây là một cái điều hết sức tuyệt vời. Về cơ bản thì chi tiết thì Hoài sẽ có một cái video review chi tiết quy hoạch 1/500 này sắp tới anh chị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cơ bản thì quy hoạch thì Hoài nghĩ là với cái mật độ cây xanh mặt nước và nằm ở ngã ba con sông sông Cấm, sông Duật Lợn và sông Bạch Đằng này thì cái không khí ở khu đô thị này rất trong lành luôn và có thể nói là một cái khu đô thị sinh thái hiếm có tại Hải Phòng cũng như thể là khu vực thị trường miền Bắc nói chung. Đây là hình ảnh phối cảnh của dự án Vinhome Vũ Yên, Hải Phòng anh chị nhé. Đó, những cái cây cầu này bắc qua sông Cấm này sẽ được triển khai trong tương lai này. Thì sẽ giúp thời gian di chuyển từ Vinhome Vũ Yên vào trung tâm thành phố rất là thuận lợi anh chị ạ. Phải nói là phối cảnh dự án rất là tuyệt vời, những cái biệt thự sinh thái ven sông quá là tuyệt vời luôn anh chị ạ. Và thời gian di chuyển từ Vũ Yên, Hải Phòng về trung tâm Hà Nội thì do cái cao tốc Hà Nội Hải Phòng đã được triển khai rồi thì thời gian di chuyển đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi thôi anh chị ạ, 1 tiếng rưỡi đến 1 tiếng 45 phút thôi. Thì đấy là những thuận lợi để phát triển cái đô thị sinh thái của Vinhome Vũ Yên này. Đây là bức ảnh khởi công cái công viên chủ đề VinWonder Vũ Yên này ngày 21 tháng 6 2020 này. Vốn đầu tư 1 tỷ đô ấy, quy mô 50 hectare. Tức là gì? Tức là khu đô thị Vinhome Vũ Yên ấy nó bao gồm sân golf này, gồm rất nhiều tiện ích như thể sân như thể là công viên chủ đề VinWonder này, rồi những nhiều tiện ích khác, giáo dục y tế sẽ có trong tương lai nữa. Thì đây là một cái khu thị phải nói là rất là tuyệt vời trong tương lai, hiếm có tại Hải Phòng luôn đấy anh chị ạ. Đây là góc nhìn từ cái cầu Vũ Yên 1. Đó, có thể nói rất nhiều cái diện tích do công viên sinh thái rất là xanh luôn. Đây là cổng vào này. Cái đường này thì hiện tại là đường trục chính, nhưng trong tương lai khi mà các cây cầu bắc qua sông Cấm ấy, thì nó không phải là đường chính nữa.
Về cơ bản thì các cái phần diện tích Hoành có quan sát thì đang thi công hạ tầng, sàn lấp mặt bằng, trải dài, sàn lấp cát mặt bằng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì khối lượng thi công với máy móc, nhân lực thì Hoành thấy là cũng chưa triển khai rầm rộ lắm. Có lẽ là chủ tư Vingroup đang tập trung nhiều vào dự án Vinhome Long Xanh hơn so với dự án Vinhome Phú Yên này. Ở góc nhìn này anh chị có thể thấy được là cái sân golf 36 lỗ ở trung tâm đã được hoàn thành. Hiện tại là rất nhiều golf thủ đã đang đến để chơi rồi. Nhìn từ trên cao anh chị có thể thấy được là sơ bộ thì cái mặt bằng của dự án Vinhome Phú Yên cũng đã sàn lấp cơ bản rồi. Đang thi công những hạ tầng kỹ thuật và những đường nội khu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, điện. Nhưng mà về cơ bản thì Hoành thấy tiến độ khá là chậm, không có nhiều máy móc thi công so với các dự án khác. Ở góc nhìn này chị có thể thấy được cái khu đô thị này nó xanh như nào, diện tích mặt nước rất là lớn, nó bởi ngã ba con sông anh chị. Đây đây một góc nhìn khác tổng quan các cái khu đô thị, các cái phần mà diện tích sẽ ngã ba. Ở đây là một góc nhìn khác mà anh chị có thể thấy được tổng quan của cái phần diện tích mặt bằng sẽ triển khai những cái dãy biệt thự liền kề shop house trong tương lai này. Một phần diện tích rất là lớn. Đa phần cái diện tích của đảo Phú Yên này là diện tích đất rất là trũng ngập nước anh chị ạ. Nên hiện tại chủ tư đã thi công được cái khối lượng sàn lấp mặt bằng rất là lớn rồi. Và Hoành nghĩ là do chiến lược phát triển của tập đoàn Vingroup thôi. Khi mà tập trung vào rồi thì khối lượng thi công, khối lượng nhân công với cả vật tư về huy động về thì sẽ là đẩy nhanh tiến độ rất là nhanh thôi. Không có gì phải đáng ngại cả. Góc nhìn này chị sẽ thấy được một phần của sân golf 36 lỗ này. Ở phía xa anh chị có thể thấy được đó chính là cái cầu Bạch Đằng ấy, trên tuyến cao tốc Hải Phòng Hạ Long ấy. Đó, phía xa góc con chuột Hoành chỉ trên màn hình này. Đây là các cái trục giao thông nội khu. Quy hoạch của dự án Vinhome Phú Yên này thì cái phần biệt thự sinh thái sẽ chạy vòng quanh cái sân golf và vòng quanh các cái ngã ba sông anh chị nhé. Đó, các phần diện tích cũng tiếp tục sàn lấp này, rất là lớn luôn. Với quy mô tổng thể 872 hectare là một cái diện tích rất là lớn, có thể nói là diện tích lớn nhất trong các khu đô thị ở Hải Phòng hiện tại. Nói chung là sau sự thành công rất lớn của hai dự án ở Hải Phòng là Vinhome Imperia, Vinhome Marina Hải Phòng ấy, thì dự án này cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư và các anh chị khách hàng ở Hải Phòng cũng như thể là thị trường miền Bắc nói chung ấy. Và Hoành tin là cái dự án Vinhome Phú Yên này mà khi được đưa ra mắt thị trường cũng sẽ được sự đón nhận rất là lớn của các anh chị quý khách hàng và nhà đầu tư, bởi cái vị trí rất đắc địa cũng như thể là việc quy hoạch, quy mô của dự án rất nhiều tiện ích, cũng như thể là diện tích cây xanh mặt nước rất là lớn. Và có thể nói là trong vòng 10, 20, 50 năm nữa thì sẽ không có một cái khu đô thị, một cái đảo thứ hai tại Hải Phòng được như hiện tại này anh chị ạ. Đấy là một cái điểm nhấn mà anh chị cần phải lưu ý khi mà tìm hiểu và đầu tư vào Vinhome Phú Yên này. Như lúc nãy Hoành có trao đổi ấy, là ví như thể là cái quận 2 của Sài Gòn ấy, khu vực Thủ Thiêm của Sài Gòn ấy, thì cái đảo Phú Yên này cũng không khác gì cả. Nằm sát với trung tâm hành chính mới ở bên Thủy Nguyên. Đó, thì cái cản trở duy nhất nó chỉ là hệ thống hạ tầng giao thông và các cây cầu thôi. Khi mà các cây cầu này được hoàn thành thì giá của bất động sản tại Phú Yên này chắc chắn sẽ tăng chóng mặt. Và khu vực Thủy Nguyên cũng không phải là ngoại lệ. Ở phía xa đây chính là sông Cấm ấy chị ạ. Ở phía bên kia đối diện chính là trung tâm Hải Phòng. Và với cái quy hoạch như thế này, với cái tổng mức đầu tư lớn như thế này, cộng với tiềm lực, kinh nghiệm cũng như thể là quyết tâm của tập đoàn Vingroup ấy, thì Hoành tin là Vinhome Phú Yên ấy, trong tương lai khi mà được hoàn thành ấy, sẽ là một cái khu đô thị sinh thái kiểu mẫu ở cái thành phố Hải Phòng nói riêng và toàn bộ miền Bắc nói chung.
một trong những dự án mà đang sống và đáng đầu tư bậc nhất đấy, anh chị Hải Phòng và khu vực miền Bắc nên lưu ý vào dự án này. Một trong hai dự án mà anh rất quan tâm, dành thời gian quan tâm rất nhiều trong thời gian qua, đó chính là dự án Vinhome Hạ Long Xanh và dự án Vinhome Vũ Yên này. Ngoài cơn sóng của Vinhome Số Bắc 2, GMPI Hưng Yên, thì đây là một trong hai dự án mà anh chị cũng nên lưu ý với thị trường miền Bắc trong thời gian tới, từ 3 đến 5 năm tới. Có thể nói là diện tích phát triển của Vinhome Vũ Yên vẫn còn rất nhiều, vẫn còn rất nhiều việc phải làm dành cho chủ tư để có thể phát triển được đầy đủ các cái phân khu bàn giao trong tương lai này. Vừa rồi thì anh đã cùng review về tổng quan và tiến độ thực tế của dự án Vinhome đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Hy vọng là video có ích với anh chị để giúp anh chị có những cái góc nhìn thực tế, chân thực và khách quan nhất về các dự án bất động sản của Vinhome nói riêng và các dự án bất động sản của miền Bắc nói chung. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Anh chị hãy dành tặng anh một like, một đăng ký kênh để anh có thêm lực làm nhiều video nữa để chia sẻ đến chị trong thời gian tới. Và bây giờ, xin chào, hẹn lại chị ở những video tiếp theo.